em cũng chứng kiến rất nhiều những người bạn của em mà họ drop đại học tại vì thực ra là cũng có rất là nhiều người không học đại học mà vẫn thành công. Nhưng mà Yeah xin chào tất cả mọi người, mình là Rio và mình là một singer songwriter và producer và hiện tại thì mình đang là một indie artist. Những cái người thành công mà người ta không đến học đại học ấy, thì người ta học ở ngoài một cách chảy ra chóc vẩy rồi Chứ không phải là kiểu đơn giản chỉ ở nhà không xong đăng cái bài nhạc lên mạng mà thành công được Bạn có thể không đi học đại học, bạn có thể không đến trường, đến lớp Nhưng bạn phải học mỗi ngày Cái thứ mà làm mình khó chịu, là mình nóng nảy, là mình bực tức Thì thật ra là nó luôn có trong cuộc sống Nhưng mà nếu mà mình chỉ coi đấy là một cái khía cạnh của công việc của mình ấy, Nó cũng chỉ là một phần trong, trong cái thứ mà mình đang chọn thôi Mày muốn trở thành một người nghệ sĩ đúng không? Thì cái việc tương tác với fan, cái việc tôn trọng fan, cái việc mà xuất hiện nhiều, nó là một trong những điều mà một người nghệ sĩ phải làm, người nghệ sĩ thành công sẽ làm. không để các bạn phải chờ thêm nữa thì mình xin giới thiệu đây có Rio, anh chỉ Hello. giới thiệu thế thôi. <laughs> còn là em có thể giới thiệu gì cho các bạn khán giả? Yeah, xin chào tất cả mọi người, mình là Rio và mình là một singer, songwriter và producer Hiện tại thì mình đang là một indie artist, mình hoạt động ở trong thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mình rất yêu Hà Nội Anh muốn hỏi một tí là trong cái quá trình khi mình sẽ, rất nhiều nhiều bạn, ví dụ nhất nhiều bạn trẻ sẽ có mong muốn là khi, Ví dụ như tôi bắt, đầu là tôi phải làm cái việc tôi thích luôn vâng. Tôi cứ phải sống chết, ví dụ như là tôi thích cả hát, tôi thích là rapper hay tôi gì đấy Thì tôi cứ phải theo đuổi rap đấy, bất chấp kiểu công việc hay gì gì đấy vâng. Uh, và một lựa chọn như em anh nghĩ là nó thực tế hơn mà ừ. nó cũng là một lựa chọn mà anh cảm thấy là với với góc nhìn góc nhìn của anh thì có khi là cân bằng hơn. Vâng. Thì uh, là một người thực sự đã trải qua quá trình đấy em đánh giá như thế nào về việc là làm gọi là lấy ngắn nuôi dài đi, dạ. làm một cái gì đó để nuôi dưỡng cái đam mê của mình. Vâng. Thì thật ra là em cũng chứng kiến rất nhiều những người bạn của em mà họ drop đại học khi mà ừ. khi mà anh em đang đang học và mình mình có được một cái sản phẩm có sự chú ý ừ. và mình drop đại học đại học luôn và mình theo nghề nhưng mà sau này thì nó không kiểu nó không mang lại được cái kết quả tốt đủ tốt ấy ừ. thì lúc đấy anh em lại vừa không cái sự nghiệp ca hát của mình lại trũng xuống và lúc đấy cái việc học của mình thì lại bị cắt ngang ừ. thì cái đấy em nghĩ là nó không nó, nó rất là phí nó ừ. là phí cái tài năng và phí cái cuộc đời của mình thì đối với em thì nên có plan b thì đối ừ. với em là luôn luôn nên có plan B cho cho cuộc sống của mình thì nhưng mà thật ra là nói ngược lại thì cũng không hẳn là bạn phải um, học đại học hay là bạn phải kiểu luôn luôn có plan B plan B để mà à. bạn thành công tại vì thật ra là cũng có rất là nhiều người không học đại học mà vẫn thành công nhưng mà em nghĩ là cái tỷ lệ đấy mình nói thế thôi chứ còn cái tỷ lệ đấy nó nó mình sẽ không ý là mình không chắc được đấy có phải mình hay không ấy Ừ. và để mà bạn chắc được cái điều đấy ngay từ đầu ấy thì bên trong bạn phải đủ mạnh. Tức là thực sự bạn phải từ bên trong bạn phải bạn phải rất mạnh, phải rất mạnh mẽ và bạn phải tin những cái gì bạn làm mỗi ngày. Thì đấy nó lại quay ngược lại về vấn đề là bạn phải rất mạnh mẽ từ bên trong. Thì cái chuyện đấy có thể là bạn học được ở bên ngoài, bạn học được từ Ok, em nghĩ là chốt lại cái vấn đề này ở một cái điểm là bạn có thể không đi học đại học. Bạn có thể không đến trường đến lớp nhưng bạn phải học mỗi ngày. Đúng, còn bạn học đúng. bằng cách nào bạn học ở đâu đấy là việc của bạn ừ. nhưng bạn phải học thì em nghĩ là những cái người thành công mà người ta không đến học đại học ấy, thì người ta học ở ngoài một cách chảy ra chóc vẩy rồi chứ không phải là kiểu đơn giản chỉ ở nhà không xong đăng cái bài nhạc lên mạng mà thành công được em nghĩ không có vâng ừ. em nghĩ là các bạn mà không đi học đại học mà thành công thì các bạn cũng chảy ra chóc vẩy ở ngoài kiểu các bạn cũng học kinh khủng thứ rồi các bạn chỉ là không đến trường các bạn học thôi nhưng mà các bạn cái chữ học đấy đối với các bạn ấy nó là tiếp thu một cách rất là kinh khủng rồi thì thì các bạn mới thành công được ừ. em nghĩ thế ừ. nhưng mà ví dụ như trong trường của em đi uh, anh nghĩ là rất nhiều người rất nhiều bạn trẻ sẽ rất là mong muốn được làm những thứ mình đam mê được. em thì được đang đang được làm những thứ mình đam mê được. nhưng như anh nói ấy, là uh, mình có thể chỉ nhìn được mỗi cái bề nổi thôi được. thì hiện giờ em đang làm thứ mình đang mê đang đam mê thì có những khía cạnh nào không thích trong đó mà em có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có một cái nhìn nó thực tế hơn không ừ. Thật ra là em đang rất enjoy cuộc sống của em ừ. Em đang làm Tại vì như kiểu em chia sẻ với anh là Năm ngoái em làm những công việc mà không phải đam mê của em ừ. Nhưng mà năm nay thì em lại được làm nó full time ừ. Thì em rất enjoy cuộc sống của em ừ. Nên là em nghĩ là không có khi Còn những cái thứ mà làm mình khó chịu Làm mình nóng nảy làm mình bực tức Thì thật ra là nó luôn có trong cuộc sống Nhưng mà nếu ừ. mà mình chỉ coi đấy là một cái khía cạnh của công việc của mình ấy, Thì Anyway thì đến cuối ngày mình nhìn lại nó cũng chỉ là một phần trong ừ. trong cái thứ mà mình đang chọn thôi ừ. thì thật ra là nó chả có gì để mà phản hàn hoặc là nếu nếu mà nếu mà là có thì em cũng vẫn đấy như em chia sẻ với anh ấy ừ. thì em coi đấy là ví dụ đi ngày xưa em không thích làm truyền thông ừ. ngày xưa em không thích thời gian đấy mình thích hay không ấy nó chỉ là về góc nhìn ở trong đầu mình thôi đúng thì ừ. ví dụ ngày xưa em không thích làm truyền thông và cứ mỗi lần em phải đi quay em phải làm còn là em cảm thấy bực bội khó chịu thì nếu mà là, là, là em của ngày xưa thì em sẽ trả lời anh là đấy là việc là phải làm content ừ. nhưng mà đến bây giờ thì em sẽ trả lời anh là đấy là một trong những cái to do list của em mỗi ngày ừ. và em đều ghi nó ra ngày nào em cũng sẽ đăng một cái clip tiktok ngày nào em cũng sẽ đăng một cái short content ừ. ở threads ở hay là ở facebook hay là ở instagram tiktok ở bất cứ đâu nhưng mà ngày nào em cũng sẽ làm ừ. thì nó chỉ đơn giản là do mình Do đầu óc Nghĩa là do do cái mindset của mình thôi ừ. Như ngày xưa thì chắc chắn là em sẽ nói với anh Là em không thích làm Và em sẽ cảm thấy rất bực bội về nó Nhưng mà sau này thì em xoay chuyển lại Ok Mày là Mày muốn trở thành một người nghệ sĩ đúng không Thì Cái việc tương tác với fan Cái việc tôn trọng fan Cái việc mà xuất hiện nhiều Nó là một trong những điều Mà một người nghệ sĩ phải làm Và một người, một người nghệ sĩ thành công Sẽ làm Ừ thì đấy em chỉ cần em suy nghĩ như thế thôi Đó là nó biến thành một cái công việc mà em sẽ làm mỗi ngày và em enjoy nó không vấn đề gì cả ừ. anh hiểu anh hiểu vậy chủ yếu là <laughs> mình có thực sự đặt được đúng cái cái mindset về tư duy của mình vào công việc cho nó chính xác hay không ừ. còn lại tất cả mọi thứ thì nó đều có thể trở thành một cái mà mình enjoy dạ. trong công việc của mình đúng. Đúng. Bây giờ để đánh giá đi với những thành tựu của bọn em đang đạt được ở thời điểm hiện tại hoặc của em đi đang đạt được thời điểm hiện tại thì bao nhiêu phần trăm theo em nó sẽ đến từ tài năng và bao nhiêu phần trăm đến từ khổ luyện? Em nghĩ là uhm, khó nhở, khó đấy. Cái em này rất là... là chủ quan thôi. Nếu mà em em nói theo góc nhìn của em thì 20% đến từ tài năng thôi. 20%. Vâng. Còn đâu nó đến từ khổ luyện, nó ừ. đến từ thật ra là mỗi khổ luyện không? mà mình không mình còn những cái yếu tố bên ngoài nữa tức là mình khổ luyện trong trong việc uh, làm nghề này nhưng mà mình cũng phải trau dồi kiến thức xã hội ừ. để làm sao để mình giao tiếp với những nghệ sĩ khác làm sao để mình mở rộng ra được cái cái networking của mình làm sao để mình mở rộng cái cộng đồng của mình và mình phải uh, làm content này nọ này xong rồi giao tiếp với nhiều người này rồi mình cũng phải tự nghĩ làm thế nào để mà mình đi được đến những cái next step ở trong cái sự nghiệp của mình Thì Cái đấy em nghĩ là Mình phải chuẩn bị hết Chứ cũng không kiểu Đến đâu tính đến đấy được ừ. Thường là em sẽ không làm thế Em đánh giá 80% là Thuộc về khổ luyện thế Khổ đi, luyện cộng với Cộng, cộng với, với uh, Gọi là uh, những cái kỹ ki... <laughs> Kiểu soft skill anh Kiểu Tức với... là khổ luyện ở đây Nó sẽ gồm có kỹ năng chuyên môn Và kỹ năng ngoài chuyên môn Đúng rồi ạ Vâng không? Uh, Thì vì em đánh giá là 80% Thì em có thể chia sẻ Cho anh Và tất cả các bạn khán thính giả Là những gì ấy tức là những cái sự khổ luyện mà em đã trải qua nó như thế nào? Ok, thì em bắt đầu với việc là em chỉ hát và đánh đàn không, và đánh đàn cũng cũng không phải là đánh đàn kiểu đánh tốt, đánh bình thường thôi. Ừ. Nhưng mà em uh, em bắt đầu tập uh, làm sound engineer này, đúng ừ. không? em uh, thu âm, em thu âm, uh, em tập thu âm, xong em tập uh, mix master, mix mastering, sau đó là em tập phối khí. Ừ. Tất cả những cái này đều tốn của em rất nhiều năm trời. Tất cả những cái skill này đều tốn rất là nhiều năm trời Và đây hôm nay em có mang đến đây Em có mang đến đây Thật ra là đây là hai cái cái gear Mà em mang đi rất nhiều nơi à, Em nói với các bạn ấy là Khi mà bất kỳ ai hỏi em là Anh làm nhạc bằng cách nào ừ. Thì nói thật là em với vợ em làm nhạc bằng Đây bài đợi Tính đến bây giờ là 15 triệu lượt nghe à. Thì nó được thu bằng cái mic này MXL 990 Đây mọi người nhìn thấy là nó còn bị méo này nó méo hẳn luôn nó méo hẳn luôn và uh, nó xước sát các kiểu các kiểu rồi uh, và ngày xưa thì là nó bị bung cái đầu này ra xong em kiểu em vào giá chợ lại. Và em à. ra chợ em lấy keo em bảo anh ơi anh dán cho em cái này lại người ta dán thật đấy thì cái mic này nó là một cái mic rất là bình thường ở trong những cái mic còn để thu âm cái mic này nó nếu mà giá gốc của nó chắc là chỉ tầm 2 triệu Ừ. nhưng mà hồi đấy là em còn không có em chỉ mua em mua second hand là con này triệu hai ừ. đó starter pack ấy. cái tai nghe này cái tai nghe này có 700 trăm nghìn thôi nha mọi người là mới 700 trăm nghìn là tai nghe mới là tai là giá gốc của nó anh ok ok là giá tổng của nó luôn đó. đúng rồi tai nghe mới <laughs> thì đây nó còn bị gãy này mọi người nhìn thấy không nó gãy này thì xong rồi đây nó gãy này tức nó lồi ra một cục này là tại vì em dán keo nến vào để cho nó còn nguyên vẹn ở bên này để ừ. còn thu âm được thì mẹ em là thợ may nên là khi mà em mang về cho mẹ em thì mẹ em khoác cho nó một cái áo này lên để ừ. mà người người ta không nhìn được thấy là ở đây bên có trong này nó có à. đúng rồi thì cái tai nghe này khi mà nó bị gãy đúng không thì nó sẽ không gặp ra gặp vô được quá nhiều nó bị gãy cả ở giữa này nữa thì nên là lúc mà đeo để thu âm như này nó bị lệch tai này à, nó lệch này okay. và và nó không chính vì nó không kéo ra kéo vào được nên là nó rất là đau tai nó thít chặt vào tai luôn ừ. và đấy hồi xưa lúc em mới học mix mastering em không có loa là em chỉ dùng cái tai nghe rồi và em làm ra bài tan bài tan đến bây giờ là một triệu lượt nghe và ừ. đấy chỉ tính trên youtube chỉ trên spotify trên, à, trên spotify Đã. Thật ra là em còn bao gồm cả một cái laptop um, kiểu rất là cùi ấy. Nó còn bị bung cái bàn phím Rồi em lên Shopee em mua cái bàn phím uh, 90.000 <laughs> em dùng Đến bây giờ em vẫn dùng cái bàn phím đấy à. ừ. Thì Và bọn em với vợ em thu âm ở trong một căn phòng Nó chỉ hồi đấy là bọn em thu trọ, thuê trọ Một cái căn phòng tầm 17-18 mét vuông thôi Thì thật ra là Đấy bọn em làm tất cả mọi thứ ở trong căn phòng đấy Cái phòng ấy đúng kiểu cái giường này Xong cái bếp ở bên cạnh Xong rồi cái bàn làm việc của em ở trước mặt như này Đấy ừ. nó chỉ có từng đấy thứ thôi và bọn em làm việc ở trong đấy Cho đến khi mà bọn em có những cái bài hát Nó nó đã được khán giả may mắn là được khán giả đón nhận ừ. Và thật ra là nếu mà Bây giờ cho em trở lại căn phòng đấy Hay là cho em trở lại với những cái ghia này Hay là anh có đưa em bất kỳ cái gì Để mà em làm nhạc thì em vẫn làm được Và ừ. Đấy là thứ mà em học được ừ. Tức là bây giờ anh có đưa em Một hai triệu Do anh bảo là làm cho anh bài nhạc hay em vẫn làm được Ơ ờ, nghe được ấy nhở à. anh nghĩ là... Uh... chưa không không phải nhất thiết phải kiểu em em luôn nói mọi người là mình không cần đồ đắt tiền để làm nhạc ấy ừ. Thế vì thật ra là cái, cái, mic có 10 tỷ hay là 20 tỷ thì nếu mà bạn thực sự bạn không đam mê hay là bạn không tập luyện và bạn hát không tốt thì cái mic đấy nó chả giúp ích được gì cho bạn cả có ừ. khi nó thu quá detail và nó làm cho bạn lộ tất cả những điểm yếu với ra ờ ừ, đúng vâng đúng, đúng thì đấy như cái câu chuyện mà em với anh nói trước khi lên hình ấy đấy, cái, cái đàn ví dụ mà mình đánh không tốt mình mua mình mua cái đàn kiểu trăm triệu hai trăm triệu thì nó cũng... tay tay cùi trung tiếng nó vẫn cùi thôi vâng nó không ăn thua cho so việc là mình chỉ bảy trăm nghìn mà mình đánh nó và mình đam mê nó mình đúng. kiểu mình nâng niu cái đàn đấy nó đến từ những cái đấy thôi thực em... ra anh anh cũng rất là thích cái quan điểm đấy và ra đấy cũng là cách anh tiếp cận anh nghĩ là rất nhiều người sẽ không bao giờ bắt đầu vì họ luôn luôn có lý do đúng rồi ạ rằng là à, ok kiểu tôi chưa trang bị đủ tôi vâng. chưa chuẩn bị đủ yeah. đúng không Uh, giống như kiểu ở uh, để trở thành một uh, người có thể làm nhạc được thì tôi à. phải mua một cái mic ví dụ bao tiền này xong tôi phải à. đầu tư phòng thu nó phải <laughs> như này như nào đấy xong tôi uh, maybe là phải có tay nghe kiểm âm bao nhiêu tiền đấy uh, tôi phải có bàn rồi nói chung là máy móc thiết bị đúng rồi còn nếu ừ. mà không làm thì không take action thì không bao giờ không đúng. bao giờ mình biết được là mình sẽ làm được cái gì và mình sai ở đâu ừ. và um, ví dụ như bọn em thì ngày xưa cái bài đầu tiên mà kiểu khán giả mà thực sự kiểu Uh, sau bài Tan đi Thì lúc đấy là um, Vợ em là năm no Có ra một cái bài hát nữa Mà kiểu khán giả Biết đến bạn ấy nhiều hơn ừ. Là bài Now She Don't Là ừ. fit với anh Willie Lê Thì Wille. Hồi đấy thì em, em cũng bảo Ok bây giờ lần này Được làm việc với anh Willie Thì hai vợ chồng kiểu Bỏ hết vốn liếng ra <laughs> Để mà kiểu Làm một cái MV trông Nó được được một tí Kiểu indie mà ừ. Ừ. Thì bọn em đi mua Một cái Handycam ừ. Handycam ba triệu rưỡi Đó Endicam, xong rồi um, cái em xong rồi em bắt đầu em đi tìm search trên mạng xem là có những địa điểm nào phù hợp để quay ừ. và em em liên hệ để mà em uh, xin họ là ok cho em tài trợ cho em một ngày hôm đấy lúc ừ. em kiểu đang nhập vai quản lý mà và đấy <laughs> thì trong này có anh nguyên lê đấy, rất là nổi tiếng <laughs> đẹp dai các kiểu <laughs> để là cho em mượn tài trợ cho em cái ngày hôm đấy để mà em quay Đấy thì là em cũng nhờ thêm một vài anh em bạn bè làm quay indie với em Lên để quay Xong rồi cả cái MV đấy quay bằng iPhone 12 ừ. Và Handicam Hết Chỉ thế thôi Và sau đó là uh, Đến bài uh, Mê Cung Tình Yêu đi Là sau bài đợi, sau khi bài đợi thành công Thì em em nảy ra một cái ý là Bây giờ thực sự là sau bài đợi thì mình cần thêm một bài nữa để mà mọi người biết năm hài là ai? Tại vì khi mà mọi người biết năm hài rồi, mà mọi người chỉ nghe mỗi bài đợi thì em nghĩ là sẽ không đủ, không đủ để họ cảm thấy satisfied. đúng. Và lúc đấy em mới nghĩ là ok, bây giờ um, em muốn làm một cái bài mà nó kiểu Paris by night ừ. và mình mình mang cái cái sample tango và sau đó em phối trên cái nền em em phối bắt đầu em bỏ element của trap vào, trap ừ. vâng và là cái kick snare cái ừ. hi hat là của trap vào sau đấy là em vẫn thấy chưa đủ em vẫn thấy chưa đủ em ấy bỏ tiếp uh, ở cái đoạn giữa đoạn instrumental ở giữa em bỏ thêm vina vào à. <laughs> xong rồi em vẫn thấy chưa đủ em vẫn thấy chưa đủ và em nghĩ em nghĩ nguyên một ngày trời em chỉ ngồi em nghe và em nghĩ là còn thiếu cái gì nhỉ thì em nhận ra là ok press by Night phải đoạn đầu phải có um, em em mới tưởng tượng thôi là ok bạn ấy bước vào một người một ca sĩ bước vào phải có gì phải có một người giới thiệu phải có tiếng vỗ tay của khán giả Tại <laughs> vì đấy quan điểm của em là Nghe nhạc là chưa cần xem đã Nghe là đã ra hình ảnh rồi <laughs> Thì em mới nhờ bạn em Em biết là bạn em kiểu có một người bố Mà có một cái giọng rất là kiểu Gọi là typical Paris by Night luôn ấy Dẫn ấy Thế là em nhờ chú ý thu Đấy là chú ý thu đúng luôn Đúng ra kiểu luôn là Xin chào quý vị khán giả đây đấy Đây là phần trình diễn của Năm Mai này nọ kia được thể hiện bởi cái đấy giọng ca năm mai hớt là bọn em ref em reference y hết luôn thế xong rồi bắt đầu có tiếng vỗ tay xong bắt đầu vào bài xong rồi đến cuối bài thì là hết phải rồi trao đúng không kết. phải chào kết vậy ừ. năm hớt xin cảm ơn các quý vị khán thính giả đó thì bài đấy em về với năm mai hớt làm trong vòng năm ngày tại vì lúc ấy gần tết rồi mọi thứ phải đẩy nhanh lên là bọn em làm ngay sau khi đội thành công luôn bọn em không chờ cái gì nữa cả bọn em làm tiếp bài đấy trong vòng năm ngày là xong hết luôn rồi bọn em bắt đầu tính đến chuyện là, quay MV Nhưng mà lúc đấy thì cũng cũng chưa có nhiều chi phí Và tiện là có cái handicap mới mua Thế là em 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 với bạn ấy, bạn ấy làm một cái bộ ảnh thôi Là là collab với một anh photographer làm một cái bộ ảnh Thì quay bằng handicap Xong rồi về bạn ấy tự edit Bạn ấy tự edit bằng cắp cắt Đó là năm ấy nó tự edit luôn Thì đấy là ra cái MV Thì bà đấy cũng thành công cũng trọng vía là ok thì đấy ý em khi mà anh hỏi em về cái câu chuyện là bao nhiêu phần trăm tài năng bao nhiêu phần trăm uh, uh, gọi là 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 khổ, ừ, khổ luyện đi khổ luyện. thì em mới nói đến cái câu chuyện là mình phải có ngoài cái việc sự khổ luyện ra mình phải có soft skill nữa ừ. thì cái soft soft skill của năm ai hết ở đây là edit ảnh edit clip tức là bạn ấy không edit quá là kinh khủng kiểu super điên như kiểu một editor giỏi ừ. nhưng mà bạn ấy đủ để mà bạn ấy tự làm cho bạn ấy bạn ấy tự về là tất cả clip của em Về nam Hai hớt quay với nhau là bạn ấy tự edit hết và bạn ấy tự chỉnh ảnh tự các kiểu hết hồi mà bọn em chưa stylist thì bạn ấy tự làm stylist cho bạn ấy luôn tự đi trip đồ tự đi làm nghĩ là làm nào để mình có một cái cái appearance nó đặc biệt và nó hay nhất có thể đó nghĩa là kể cả khi mà em, bọn em chưa là chưa thành công thì bọn em vẫn luôn làm những thứ để mà bọn, bọn em biết là chắc chắn một ngày nó sẽ nở hoa mà ừ. kể cả là nó không nở hoa thì at least là mình đã kiểu try the best ừ. đấy thì đấy là mindset của bọn em ừ. anh rất là rất là tâm huyết với câu câu trả lời này vì <laughs> nó thực sự là một cái là một thứ mà anh nghĩ rất nhiều bạn trẻ ngoài kia khi mà nghe dạ. thì sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng rất nhiều yeah. rằng mình luôn luôn có thể bắt đầu dạ. bằng một thứ gì đấy bất kể nó là một cái iphone dạ. hoặc là một cái một cái mic rất cùi dạ. hoặc là một cái tai nghe cũng chẳng có gì fancy nhưng với kỹ năng và và với cái cái niềm đam mê của mình thì mình hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm mà sẽ được rất nhiều người đón nhận. Dạ. Uh, vừa nãy trong cái câu trả lời của em nó có một điểm anh muốn đào sâu thêm một chút đó là em nói ngoài những kỹ năng chuyên môn dạ. chúng ta cần những kỹ năng ngoài chuyên môn nữa. Dạ. Thì những kỹ năng chuyên môn em đã nói rồi mình phải học uh, uh, sáng tác thì mình còn phải học phối khí học sound engineer dạ. rồi thu âm vân vân. Thì các kỹ năng ngoài chuyên môn mà theo em một nghệ sĩ Indie đi, một nghệ yeah. sĩ như bọn em đi Cần có và cần trang bị là gì? Tạo content tạo Tức content. là tạo content ở đấy không phải là bạn giật gân giật tít cái gì cả Mà ừ. chỉ đơn giản là bạn nghĩ đơn giản thôi Là bây giờ thời đại này Em chỉ phân tích là bây giờ thời đại này thì short content lên ngôi Và bạn có một cái công cụ tốt hơn Để mà bạn đến gần với khán giả ừ. Thì bạn phải làm thì bọn em cứ cố gắng để mà tự quay TikTok, tự edit, tự uh, các kiểu các kiểu. Ừ. Xong rồi uh, uh, ví dụ như, như em đi thì là cái việc học đại học nó cho em một cái mindset là mày làm slide, làm presentation. Đúng không? Ừ. Thì nó giúp em khi mà em đi nói chuyện với các nhà tài trợ đi hay là với các cái đơn vị mà cộng tác với bọn em thì em có được một cái clear vision về ừ. những gì mà em đang muốn làm qua cái portfolio, qua cái slide mà em đã chuẩn bị, qua cái marketing plan thực sự đấy em với vợ em còn tự làm marketing plan luôn ừ. là kể cả cho bài đợi hay là mấy cũng mấy không tình yêu là bọn em tự làm hết luôn bọn em lên là thật ra bọn em cũng chả biết gì nhiều ấy cũng không phải chuyên môn của bọn em nhưng mà bọn em cũng lên trên mạng research là marketing plan nó có những cái gì ừ. thì bọn em thấy là có pre marketing, post marketing ừ. nên nó kia thì bọn em cũng tự làm một cái file excel như thế luôn. At least là mình làm và mình cho những đối tác của mình thấy là ờ oh, hai đứa này nghiêm túc. Ừ, hai đứa này biết là chúng nó đang làm cái gì. Tại vì thật ra là một bài nhạc mình viết ra thì chỉ mình là người hiểu nhất. Kể cả anh có thuê một cái đội ngũ kiểu rất là nhiều người tài năng thì mình cũng phải là người đầu tiên đặt cái nền móng cho cái content đấy, đúng không? Mình ví dụ bọn em viết bài đợi thì bọn em là người đầu tiên mà bọn em hiểu là cái content angle của nó là gì còn xem direction của nó trong mắt bọn em là gì ít nhất là phải trong mắt mình đã thì uh, em nghĩ là nếu mà không có những cái động thái như thế mà bạn chỉ đơn giản là bạn đưa một cái bài hát cho một nhà phát hành và bạn thả trôi nó thì em nghĩ tỷ lệ thành công không cao ừ. không cao bằng việc là bạn bạn tự chuẩn bị cho bạn thông cáo báo chí marketing plan rồi tức là bạn có một cái clear vision về nó để mà người khác nhìn vào và họ cộng tác với bạn chứ còn nếu mà mình thả trôi cho người khác Quản lý 100% những gì mà mình đang làm thì em nghĩ là tỷ lệ thành công sẽ không cao là đối với nghệ sĩ indie rồi nhé Còn với nghệ sĩ mà kiểu họ có những ekip kiểu kinh khủng, kinh khủng thì tất nhiên em sẽ không nó không mình không so sánh được kiểu đấy vâng. anh hiểu nhưng mà như vậy là mình sẽ cần như em có chia sẻ anh nghĩ là ngoài những kỹ năng liên quan đến chuyên môn vâng thì mình sẽ cần kỹ năng để gọi là lên kế hoạch, lập kế hoạch yeah. chạy tất cả những việc ngoài chuyên môn yeah. khi mình phát hành các sản phẩm cộng với là ngay cả những kỹ năng để đi giao tiếp vâng. gọi là kỹ năng communication đấy vâng. để mình có thể maybe là tận dụng được cái mối quan hệ này tận dụng mối quan hệ kia để mình có thêm nguồn lực mình yeah. làm những sản phẩm nó tốt hơn. Đúng rồi. Mà những kỹ năng đấy là những kỹ năng mà có thể là rất nhiều người vẫn đang chưa có một cái đánh giá mức độ quan trọng của nó đúng dạ. trong trong thành công của một nghệ sĩ indie đúng không? Vâng, ừ. vì nói chung là em thì em chỉ suy nghĩ đơn giản là bây giờ ok mình independent ừ. thì mình phải hoạt động thế nào để cho đúng cái cái tên đấy luôn đúng ừ. không? Mình độc lập ok mình độc lập thì mình nó sẽ có cái hay là mình rất tự do nhưng ngược lại nó sẽ có nói chung là nó sẽ luôn có pros and cons ừ. thì thì cái cái mà mà đang là cái mình phải chịu mình cái mà mình phải vất vả hơn là mình phải hustle hơn Ừ. Mình vì mình, mình không có ekip. Bây giờ thì bọn em có ekip rồi. Nhưng mà cái thời mà mà bọn em kiểu hai đứa với nhau ấy thì là bọn em hất sổ lắm luôn. Bọn em kiểu ok, ngày nào cũng hai vợ chồng đi làm content này, xong rồi về viết nhạc, xong rồi tự thu, tự edit, tự đăng lên. Ngày nào đăng cái gì, post chụp ảnh ra sao. Rồi hôm nay đi trip đồ quần áo như thế nào, ừ. tự hai đứa đi chụp, tự đăng lên. Rồi uh, sau khi ra bài thì cần thêm những cái acoustic version thì cần tìm ai quay như thế nào đăng lên cái thứ đấy là tập bọn em tự làm hết thậm chí là seo youtube em tự làm luôn em tự học ừ. em làm luôn và em cũng đo điểm các kiểu là siêu được 100 đúng rồi biết kêu luôn mà <laughs> tức là đến bây giờ thì em không phải em không phải tự làm nữa nhưng mà ừ. cái thời gian đấy đấy bản chất là em cũng học được nhiều thứ ấy ừ. từ việc là mình là nghệ sĩ đầu lập là mình tự tự bươn trải thì mình học được rất nhiều thứ em thật ra đến bây giờ em gặp rất nhiều nghệ sĩ các bạn còn chưa biết phát hành một bài nhạc như thế nào luôn Ừ. mà cái thời mà em làm em phải làm em làm producer và em làm quản lý cho nam hài hất đấy thì em đi workshop em đi workshop của tất cả những bên distributor lớn nhất ở Việt Nam có những bên nào mà người ta mở workshop là em đi liền luôn Là sẽ thấy mặt em ở đấy ừ. và em học được rất nhiều thứ từ đấy luôn em đi kể cả của Meetup là em cũng đi để em xem người ta làm youtube như thế nào và youtube music nó hay như thế nào ừ. có cái gì hay đấy là spotify này nọ kia thì tất cả những cái đấy thật ra là nó tốt cho mình ấy, thật ra mình nghĩ ngay đơn giản thôi là nó tốt cho mình, tại vì kiến thức là mình nhận được và kiến thức đấy nó giúp cho sự nghiệp của mình, nên là nếu mà bạn không biết gì và bạn để cho người khác đến để nói với bạn thì cái độ chính xác nó cũng không cao bằng cái việc là bạn tự đến đấy và bạn học, để đấy nó cũng quay trở lại với vấn đề là bạn phải học thôi, học 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 nói chung là sự chủ động bạn luôn luôn cần phải chủ động thực ra nếu bạn đã anh anh cũng nghĩ là đấy là điều hợp lý bởi vì khi nếu bạn nói là bạn đam mê một thứ gì đấy bạn muốn làm nó cháy bỏng mà bạn không thực sự chủ động để đi gọi là kiếm tất cả cơ hội liên quan đến nó thì nghĩa là chắc là đam mê thì nó cũng cũng chưa chưa, chưa, chưa yêu lắm đâu vô làm được. Đúng rồi cũng đang <laughs> lắm mới mới thôi <laughs> em đã có một cái hành trình anh nghĩ là cũng cũng nhiều năm về âm nhạc rồi. Vâng. Thì nếu mà để bây giờ kể gọn lại những cái thăng trầm đi hay những cái cột mốc mà em đã trải qua trong hành trình đó thì Đạ. nó sẽ như nào? Nó sẽ là 2017 em vào một nhóm nhạc. Ừ. Sau đó là em uh, hoạt động ở trong đấy được tầm ba bốn năm. Thì em ừ. quyết định là em nghĩ là em làm solo sẽ hợp hơn. để em thích tự làm mọi thứ trong khâu âm nhạc của em. Thì ừ. em tách ra để hoạt động solo Và em hoạt động solo thì đúng cái đợt mà em bắt đầu hoạt động solo ấy Thì là có Covid Thế là cũng rất là vất vả thời gian đấy Nhưng mà cho đến khi mà hai vợ chồng cố gắng Em với vợ em là năm hai thì hai người cố gắng làm 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 Thì cho đến khi có bài đầu tiên là năm hai debut Là bài tan Thì là bài tan là là thứ mà khiến cho năm hớt được biết đến sau đấy là em lùi về hậu trường em làm và uh, producer thôi em không hát nữa cho ừ. trong vòng một năm để cho năm ấy hết ra năm nguyên một năm đấy là bạn ấy ra phải đến 7 7 đến 8 sản phẩm chưa kể featuring là có khi phải lên đến 10 sản phẩm thì uh, may mắn là khi đến lúc mà bọn em có đợi thì đợi là một cái khoảnh khắc mà thay đổi toàn bộ sự nghiệp của hai đứa luôn ừ. thì là đợi này xong rồi đến mê cung tình yêu và hai bài hát đấy là kiểu thay đổi hoàn toàn cho đến năm nay luôn Ừ, vâng. Đấy là những cái cột mốc uh, lớn nhất để vâng. mà nhìn lại. Ừ, nhưng mà cảm hành trình đấy em nghĩ là như em có chia sẻ là một hành trình mà anh nghĩ nó cũng không chắc là nó không hề đơn giản. Bởi nó vì, không hề đơn giản. Bởi vì uh, cũng đã trải qua rất nhiều các cái biến cố. Vâng. Thì uh, có lúc nào trong cái hành trình đấy em nghĩ là maybe là âm nhạc không phải là thứ dành cho mình hoặc là maybe là mình nên bỏ cuộc không? Ừ, tức là em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ bỏ cuộc với âm nhạc nhưng mà em cái khoảng thời gian mà em lùi về em làm producer cho cho năm hết là em không tại vì anh tưởng tượng là một nghệ sĩ indie ấy bạn, hai đứa bọn em đều là indie và lúc ấy bọn em vừa là sinh viên này thì sau này là bọn em vừa tốt nghiệp xong thì bọn em đi làm văn phòng để mà lấy tiền để nuôi em nhạc ừ. thì cái nguồn tiền đấy thật ra là chỉ có thể để đầu tư cho một người thôi thì thời điểm đấy thì em cảm thấy là vợ em hoàn toàn hợp lý để mà mình dồn hết cái chất xám này cho cho bạn ấy thì Bọn em uh, em lùi lại, em lùi lại hoàn toàn và em trở thành kiểu producer và manager cho bà ấy luôn. Ừ. Là em còn em làm business kiểu em em đi em nói chuyện về về uh, các cái vấn đề liên quan đến tiền nong người này nọ kia nó hoàn toàn không phải thuộc về phạm chủ của một người nghệ sĩ. Nhưng mà em em đi em tìm hiểu hết về những cái đấy, em đi tất cả workshop về phát hành, kiểu gặp các bên distributor để mà phát hành nhạc, xong rồi gặp những cái bên đối tác để mà xem xem là họ có thể mình và họ có thể collab được với nhau cái gì có benefit cho đôi bên hay không người nói như là, như là một uh, người quản lý thực thụ luôn ấy để là ừ. một khoảng thời gian đấy thì um, bọn em cũng phải đánh đổi rất là nhiều có những ngày mà kiểu vợ em đi làm từ 9 giờ sáng đấy cũng là 9 to 5 đến 5 ừ. giờ chiều về mệt lắm rồi nhưng mà xong rồi hai đứa vẫn làm nhạc cho đến tầm 11 12 giờ đêm có khi hơn xong lại ngủ được một tí sáng dậy để là đi làm thì em thì hồi đấy là vợ em lúc ấy là mới tốt nghiệp nhá thì là vợ em đi làm văn phòng nine five còn em thì cũng làm cùng cái công ty đấy nhưng mà em làm online ở nhà thôi tại vì lúc đấy là em đang làm sound engineer tức là em hoàn toàn em nhận những cái job mà mixing online ừ. và em nhận mixing cho nhạc đám cưới này rồi cho những cái event rồi các cái công ty với những cái chi phí nó rất là rẻ nó khoảng vài trăm ngàn một bài thôi thì em làm online và em làm tester tiếng Anh, ừ. em làm dạy tiếng Anh online, rồi em uh, viết nhạc quảng cáo, hai đứa em viết nhạc quảng cáo này, nó nghĩa tức là bọn em có những cái công việc mà để nuôi sống bản thân và những cái công việc mà để tiếp tục cho đam mê của mình, thì khoảng thời gian đấy đối với em thì em em chỉ nghĩ là ok bây giờ thực sự hồi đấy em em đã thực sự tin điều đấy nhá, là em không từ bỏ nhưng em vẫn gắn bó với âm nhạc đến già nhưng mà em không đủ duyên để cho việc ca hát Maybe là em sẽ chỉ là một producer thôi. Ừ. Yeah. Thì em thực sự tin điều đấy trong vòng một năm hơn và cho đến khi mà đợi thành công, rồi mới công tình yêu thành công và vợ em bảo với em là, ok bây giờ em nghĩ là anh nên trở lại sân khấu. Thì vợ em đưa em quay trở lại sân khấu và em tiếp tục làm cái EP của em. Ừ. Là em đã viết, thật ra em đã viết từ đợt covid rồi, là cũng mấy năm trước rồi. Nhưng mà em không biết là em có ra được nó nữa không. Nhưng mà may mắn là vợ em đưa em trở lại sân khấu và có cho em một cái niềm động lực hơn. Và em trở lại với việc ca hát em gần như là đầu năm nay luôn ấy. Là em phải mỗi ngày em thức dậy và em bảo bản thân mình là ờ, oh, hay, ơi." hát hay Nghĩa là nó chỉ là những cái câu affirmation để mà bản thân em có lại một cái niềm vui với âm nhạc. Ừ. Em hát mỗi ngày, em hát mỗi ngày, em mở đủ thể loại nhạc lên em hát. Em cầm cái đàn của em nhiều hơn, em hát cho bản thân em nhiều hơn để mà em tìm lại được cái niềm vui âm nhạc của em em không phải là một người quản lý nữa em không phải là một producer làm nhạc đơn thuần mà thực sự là em tìm lại đúng với cái mục đích của em ngay từ ban đầu là em muốn trở thành một người nghệ sĩ có thể uh, một single songwriter mà có thể tự phối khí cho mình chứ không phải là một producer không và không, không hát hò gì cả đấy ừ. thì rất là may mắn là vợ em đã động viên em và đưa em trở lại sân khấu khiến em có thể um, ra được một cái ep của em ừ. đó thì uh, cũng rất là may mắn khi mà ep tình của em so far thì cũng được các bạn đón nhận em cũng rất là hạnh phúc vì điều đấy anh nghe hàng ngày đấy tức là anh anh đeo vài vài lần hay... rồi <laughs> dạ. trên đường mà anh hay anh hay um, lái xe dạ. Hằng ngày anh sẽ lái xe khoảng một hai tiếng gì đấy thì anh sẽ uh, anh hay bật youtube music dạ. xong rồi anh sẽ bật cái ep đấy và xong rồi nó sẽ nhảy đi đâu thì nhảy tiếp thôi nhưng mà anh dạ. anh đã nghe vài lần dạ. trong đấy anh anh rất thích mấy bài uh, bài bài ngân hà yeah. anh, 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 anh thích bài đấy à, ok đấy là first pick của vợ em vợ em rất à. là thích ngân hà anh rất thích bài đấy dạ. và anh biết là có thêm bài uh, anh có xem một cái podcast trước khi mình quay cái này đúng không là dạ. em cũng nói là ví dụ trong đấy có một bài bài cảm ơn dạ. là gần như em không cho vợ mình biết đúng em rồi để à. em, em, em em trốn <laughs> để làm bài cảm ơn là tức là uh, ep của em thì bao gồm 5 tracks ừ. thì tất cả phần còn lại là em đã viết từ đợt covid rồi Ừ. và em chờ cho đến khi nào mà em có thể tự phối khí để mà em tự tay làm tất cả mọi thứ tại vì nó là một cái ep dành tặng cho tình yêu của bọn em ừ. nên là em muốn tự tay phát lên tất cả mọi cái thứ trong cái ep này thì lúc đầu nó không có bài cảm ơn ừ. nhưng mà tuy nhiên thì sau sau cái show những thành phố mơ màng đợt đầu năm ở thành phố hồ chí minh thì là em bị sút lưng sút em không, lưng. Vâng, em, à. em nghĩ là do em ngồi sai tư thế để làm việc một thời gian rất dài Em ngồi làm việc em hay kiểu vẹo vẹo Cái này rồi. có vẻ anh em có điểm chung rồi đấy yeah. <cười> <cười> Đấy Thế là em em bị sút lưng và em không ngồi dậy được luôn Em nằm bệt một chỗ luôn ấy à. Và em nằm bệt như thế trong vòng một tuần Thì vợ em lúc đấy phải Làm tất cả mọi công việc trong nhà ừ. Xong rồi phải Nói chung là phải chăm lo cho em Nếu Em nằm bệt một chỗ em cảm thấy rất là Em cảm thấy rất là kiểu vô dụng ấy ừ. Và em, em rất là thương vợ em Đấy là ngay khi mà em khỏe lại Thì em viết bài cảm ơn đấy trong vòng 30 phút Và ừ. thực sự là nó tự tuôn ra hết đấy. Nó tuôn ra kiểu như suối luôn ừ. Và em em cảm thấy rất là hài lòng về nó Và đấy là bài mà em làm nhanh nhất Là tất cả các khâu từ viết cho đến phối khí Các thứ là em chỉ Mic master, thu âm này nọ là em làm mọi thứ trong vòng uh, Gần 2 tuần thôi là xong hết Còn tất cả những bài còn lại là em phải ngâm rất là lâu Sửa đi sửa lại rất là nhiều còn bài đấy thì gần như là em thu em chỉ thu một hai suộc thôi ừ. em không không cố lấy những cái tech nó hoàn hảo mà em cố lấy những cái em em chỉ lấy những cái tech mà nó thật nhất raw nhất và đấy, real nhất cái và... ừ. cả việc mixing của bài đấy nó nó cũng rất là bình thường thôi. Ừ. nó không quá là crispy nó không quá là kiểu kiểu sparkle trong cái vocal ấy. ấy ừ. thì đấy thì em em rất là thích bài cảm ơn ừ. thật ra anh từ nãy giờ khi nói chuyện với em ấy thì có một cái hình tượng giống như một hình tượng một người người chồng hoàn hảo hiện không, hiện không lên, tượng, đấy là cảm nhận của anh nhá. Nên dạ. là thứ nhất là yêu vợ này, thứ hai là sẵn sàng support vợ, tức là thậm chí lùi lại đằng sau làm những thứ mình không thích dạ. để có thể cho vợ mình tỏa sáng. Dạ. Uh, luôn luôn là cố gắng và nỗ lực hết mình vì dạ. vì vì cả hai. Dạ. anh thấy bọn em uh, sẽ có một cái nguồn sáng tạo nó gần như là anh có cảm giác là nó phải liên tục liên tục liên tục yeah. em có cái bí kíp gì hay là cách thức gì để liên, liên tục gọi là tìm kiếm và duy trì cái cảm hứng sáng tạo của mình không cái cảm hứng thực ra nó đến từ những thứ rất là đơn giản thôi kiểu em với vợ em thực ra là đi ngoài đường nhìn thấy cái gì cũng có thể viết thành nhạc được ừ. nhưng mà quan trọng là cái cái cách mình nhìn nó mình có đặt cái tôi nghệ sĩ của mình vào đấy hay không ví dụ như là đây cái cây này đi đúng không ừ. Cái cây. Cái cây này thì anh hoàn toàn có thể nhìn là nó là một cái cây. Nó chỉ là một cái cây thôi. Ok. Nhưng ừ. mà mình hoàn toàn có thể chọn nhìn được là ô cái dãy cây của nó kìa. Nó đang đang được bao phủ bởi nước đúng không? Ừ. Nó đang hút cái sức sống lên. Nó đang được ví dụ như ở ngoài trời đi thì nó sẽ có kẽ cái kẽ lá sẽ được ánh nắng xuyên, nắng xuyên qua, qua ừ. và mình cảm giác như là nó đang thở. Ừ. Mình cảm giác như là nó đang thở và cái màu xanh đấy mình dùng được rất nhiều tính từ để miêu tả nó. Và cái ừ. màu xanh này nó rất là đẹp. Kiểu kiểu đấy thì em nghĩ là mình hoàn toàn có thể nhìn tất cả mọi thứ một cách như thế luôn. Chứ ừ. mình nếu mà mình chỉ nhìn là ok cái cây này trông ngày nào nó cũng như ngày nào trông nó kiểu nó không giao tiếp được với mình ấy ừ. thì thì thật sự là em nghĩ là khó để mà mà sáng tạo. Ừ. Thì cái việc sáng tạo ở đây thì em nghĩ là mình phải đặt cái tôi nghệ sĩ của mình mình nhìn mọi thứ nó nó rất là thơ. Nó thơ hoặc là nó kiểu <laughs> nhiều khi em thấy là nghệ sĩ có những cái rất là hâm ấy thì em nghĩ người ta cũng hay bảo nghệ sĩ hâm là vì thế. Tại vì nhìn mọi thứ thì mình cũng đều mình đều kiểu nhìn nhìn mây, nhìn trời mình sẽ đều nhìn được cái vẻ đẹp của nó một cách rất là khác lạ. Vâng thì đấy là cách mà để mà em sáng tạo. Ừ. Thì nếu mà anh có đọc lyrics ở trong tất cả những bài hát mà bọn em làm đi thì cái lyrics của bọn em làm một thứ mà em rất đề cao. Ừ. Vâng. Ừ đấy anh anh hay gọi đấy là nhìn chứ không chỉ thấy, dạ, oh, hầu như mọi người yeah. sẽ chỉ nhìn à, chỉ thấy thôi. Dạ. Dạ, tôi nhìn thấy cái quạt, tôi nhìn thấy cái cây thì nó tôi thấy cái cây. Dạ. Thì ví dụ như những cái liên tưởng hoặc những thứ suy ngẫm hoặc những thứ kết nối nào đấy của riêng tôi và nó được hình thành dựa trên cái trải nghiệm của chính tôi ấy, dạ. thì cái đấy sẽ là cái thứ quyết định rằng là một người thực sự nhìn thấy cái gì. Dạ, dạ, dạ. anh nghĩ dạ. vậy dạ. cũng cũng khá thú vị. Có một cái là Ờ, từ nãy giờ khi mà mình nói chuyện thì anh thấy là em làm việc với năm hai hơn uh, có vẻ là mọi thứ rất là suôn sẻ, tức là Được. bọn em làm việc với nhau rất hợp. Nhưng mà anh không biết cái này có đúng không nhưng mà trong quan điểm của anh thì anh nghĩ là bất cứ khi nào mình làm việc với ai đấy nó cũng không phải 100% luôn luôn là đồng thuận hoặc thoải mái vâng. sẽ có lúc mình cũng thách thức hoặc là bất đồng quan điểm hay gì gì đó thì trong trường bọn em nó có không và bọn em giải quyết bọn cho em liên nào? tục luôn. Tức là lúc mà viết nhạc là hai đứa rất là kiểu critical luôn đấy hai đứa ừ. kiểu đúng kiểu anh ơi chán thế. À, là bọn em sẽ nói thẳng luôn em bảo, em ơi hát này không ăn thua <laughs> nên không em nói thẳng luôn mà ừ. là bọn em sẽ như thế đốp 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 vào mặt nhau luôn sến ấy. Ừ. ấy. nghe tởm mê các kiểu là bọn em nói thẳng luôn đấy ừ. thì đấy là cái em nghĩ là rất là hay ừ. à, và và nếu mà không có những cái đấy thì sẽ không không ra được những cái sản phẩm như mà bọn em đã ra vì mình, mình nên kỹ tính và khó tính với bản thân mình một xíu khi mà mình làm nhạc ừ. mình nên nên có cái sự đấy Ừ. Mọi người hay nhắc đến chuyện là Nghệ sĩ thì có cái tôi lớn đấy, vâng. Mà ví dụ như Bọn em có thể bảo thẳng với nhau Ôi xến thế hay là ôi tởm thế các thứ đi Thì cái việc đấy Ban đầu ví dụ như bọn em có gặp cái Cái vấn đề gì Với cái việc nói rất là thẳng với nhau thế không Hay nó có phải là ừ. một thứ mà, mà Sau một quãng thời gian bọn em mới Hình thành để cảm thấy rất là thoải mái về nó Hay là nó là một thứ mà đến một cách tự nhiên Em nghĩ là nó đến một cách tự nhiên Ừ may mắn là thế, tại vì bọn em có một cái thói quen là pillow talk, à, okay. tức là trước khi đi ngủ thì nói chuyện trên trời dưới biển, ừ. thì nó cũng đấy nó chỉ vì tại vì bọn em giao tiếp với nhau rất là nhiều, thực sự là bọn em nói chuyện với nhau nhiều lắm, ừ. nói đến mức phát chán luôn đấy, ừ. nói... à không không phát chán đâu, không chán được ấy, <laughs> nói đấy, ý ý lắm. ý bọn em chỉ là nói, nói là, nhiều luôn đang hồ vợ ở đây nên là còn <laughs> <laughs> nói nhiều lắm, thế nên là bọn em rất hiểu nhau, thậm chí là vợ em còn hiểu em, em nghĩ là vợ em còn bảo là vợ em hiểu em hơn em luôn là bọn em có những cái hiểu nhau kiểu hơn chính bản thân mình ấy, có những ừ. cái là em bù đắp cho vợ em, vợ em bù đắp cho em kiểu kiểu đấy. Em nghĩ là cả xuất phát từ cái việc pillow talk ừ. nó nó làm cho bọn em luôn luôn thẳng thắn với nhau và em nghĩ là thẳng thắn là một điều rất là tốt trong mọi mối quan hệ. Ừ. Ừ. Không phải chỉ riêng tình yêu. Ừ. Nhất là mối quan hệ mình đã xác định kiểu gắn bó lâu dài và nó tất nhiên là nó nhiều hơn anh nghĩ là trong mối quan hệ của em với năm hai hớt chẳng hạn nó nhiều hơn cả tình yêu nữa đúng không nó còn vâng. là vừa là partner là người đồng hành trong công việc là vâng. người đồng hành trong cuộc sống và còn trong rất nhiều khía cạnh khác nữa vâng. thậm chí là còn được rất nhiều người ngoài kia nhìn vào uh, như một cái hình mẫu vâng. gì đó thì uh, nó sẽ nó sẽ tương đối sẽ có có nhiều thứ mà sẽ rất khó và vâng. và, và tương đối là phải cũng phải nỗ lực đúng không vâng ờ ừ. anh muốn hỏi một chút là anh thấy trong một cái uh, thực ra không phải trong phỏng vấn đâu mà có thể là trong uh, trong một chỗ nào đấy anh anh đã từng đọc khá nhiều thì anh thấy là em uh, và vợ em có một cái quan điểm mà anh thấy rất hay đấy là bọn em gọi là không coi uh, fan yeah. là một cái gì đấy quá là cách xa tức là mình là idol kia yeah. là fan mà bọn em còn hay gọi fan của mình là listener tức là yeah. người nghe thôi yeah. người nghe anh nghĩ là một quan điểm mà nó khá hay nó, à. nó khá là thân thiện và à. nó cũng tương đối gọi là gần gũi dạ. uh, nhưng mà cái quan điểm này nó đến với bọn em ngay từ đầu hay là nó là à. một thứ mà nó cũng hình thành theo thời gian khi mình cảm thấy là à ok nếu mình có một góc nhìn kiểu như thế này thì có thể nó sẽ cân bằng hơn hay sao đó dạ. thật ra cái cái quan điểm mà gọi là listener ừ. uh, thay vì fan thì nó đến từ vợ em ừ. và em rất là respect cái quan điểm đấy ừ. thực sự là cái anh này cũng phải, thế nhá anh vâng, cũng thế. cái này phải nói em... clear luôn nó là quan điểm của năm ai <laughs> hết Ừ. Chứ không phải em không ăn hôi đâu, vâng, à. nó là quan điểm của vợ em và em được ảnh hưởng và em rất respect cái quan điểm đấy ừ. Ừ, và ngược lại là bọn em cũng đến bây giờ em cũng như thế luôn, em cũng sẽ gọi là listener thôi. Ừ. tại vì thật ra là uh, bọn em thì rất là gọi là friendly với với fan. Oh sorry, chắc không nên dùng từ đấy. Nha, bọn em rất là friendly với người nghe của bọn em. Ừ. Uh, ví dụ như bọn em đi show các thứ mà kiểu gặp các bạn nên là bọn em nói chuyện, bọn em kiểu thật sự là tâm nói chuyện kiểu trên trời dưới biển cũng được luôn ấy. Ừ. Nó không phải là kiểu chào nhau một vài câu cho xong xong đi đâu. Ừ. No. Nhưng với là quan điểm của em thì em nghĩ là người nghệ sĩ thì phải có khán giả. bọn em cũng đã rất là vất vả để mà tìm được những người nghe nhạc của mình. Nên là bọn em rất là trân trọng. Bọn em rất là trân trọng các bạn. Và từng cái lượt nghe, lượt share đến bây giờ luôn là các bạn ví dụ tag em trên Instagram. Em repost hết. Ừ. em tìm em repost hết và trên tiktok bạn nào mà dùng nhạc của em em vẫn vào em cảm ơn cảm ơn từ người một tại vì em cảm thấy đấy là mình là một người nghệ sĩ thì khán giả tìm đến âm nhạc của mình mình tìm được nhau ấy nó là kiểu rất là duyên luôn ấy tại vì có vô vàn người nghệ sĩ ở ngoài kia mà các bạn ấy đang đang cũng đang đã từng như bọn em là bọn em phải rất là chật vật để mà tìm được để mà nói lên được cái 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 âm nhạc của mình nó như thế nào thì khi mà bọn em có những người nghe rồi thì bọn em phải trân trọng điều đấy phải trân trọng nếu không thì đến lúc mất thì không tìm được đâu rồi ừ. thì rất là kinh khủng nói chung là cũng đến từ cái việc là em nghĩ là nghệ sĩ phải có khán giả chứ em không muốn làm nhạc cho một mình em nghe <cười> ừ. <cười> yeah, em rất yêu các bạn ừ. em em nghĩ là vợ em cũng như thế vợ em Đấy thì chốt lại cái quan điểm mà gọi là listener thay vì là fan là của Nam no Hửt và em respect cái quan điểm đấy và em bị ảnh hưởng bởi nó bởi cái quan điểm đấy. Nên là bây giờ em cũng như thế luôn. <laughs> Nhưng mà nếu bây giờ để là khép lại cái số podcast này đi thì em còn gì muốn chia sẻ hay không hay là em có lời khuyên nào muốn gửi đến các bạn khán thính giả đang xem đến đây không? Uh, ok. Cái tôn chỉ của em thì là các bạn phải làm đi các bạn đừng nghĩ gì nhiều đừng nghĩ uh, ra nhạc của ai nghe hay không ừ. đừng nghĩ là kiểu làm như này đã đủ kiểu tức là mình mình vẫn phải có một cái standard cho bản thân là mình làm quan trọng là mình làm hết sức của mình ừ. và mình bắt buộc phải làm mình phải có một cái sản phẩm đầu tiên thì mới có những sản phẩm thứ hai thứ ba thứ tư, thứ năm và mình học mình học để làm sao là sau mỗi lần nó đều hay hơn lần trước chứ đừng ngồi chờ đừng ngồi chờ và các bạn sẽ thấy rất là tiếc cái tuổi thanh xuân của mình Ừ. thì đấy là lời khuyên của em và ừ. thật ra là Rio và Nam Ai Hớt đã bắt đầu cái công việc này bằng những cái đồ rất là ai cũng có thể mua được thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ làm được và có khi các bạn còn làm hay hơn chúng mình nhưng mà các bạn phải bắt đầu đi nhá yeah. OK, một lời khuyên anh nghĩ rất là thiết thực. Yeah. Uh, cảm ơn em vì uh, đã dành thời gian đến văn phòng Spyroom ngày hôm nay để quay cái số podcast này. Anh rất hy vọng là trong tương lai thì sẽ tiếp tục được nhìn thấy các cái sản phẩm thành công nữa của em và anh. Anh, anh yeah. tin, anh khá có niềm tin đấy. Bởi vì yeah. anh nghĩ anh cũng là một người nghe nhạc, có mặc dù anh nghe cũng tạp, anh nghe cũng đủ có thể loại, <laughs> anh cũng nghe kiểu vui, anh nghe với tâm thế kiểu vui vẻ hoặc là chôn chôn cũng nhiều ấy. Yeah. Nhưng mà những um, anh nghĩ là những nghệ sĩ mà anh Nghe và anh cảm thấy rằng là có một cái gì đấy Tương đối khác biệt ấy Thì yeah. cái cảm nhận của anh là Là họ đều sẽ dần 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 Có những cái chỗ đứng rất là vững chắc yeah. Thì, thì case của à. bọn em Anh cũng nghĩ nó sẽ là một case như thế yeah. Và anh cũng rất hy vọng điều đấy uh, Nhưng mà hy vọng là đấy Sau đó thì anh em mình sẽ có nhiều cơ hội khác Để collab, để làm, biết đâu lại còn làm nhạc Dạ vâng Anh, anh, nhạc, <laughs> anh, anh nghe thấy kiểu 1 hai triệu bài nhạc anh nghe. <cười> <cười> nghe có vẻ ok không <laughs> Ok Uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến uh, thời điểm này và hẹn gặp lại các bạn trong một uh, số you. tiếp theo rất là bye mong bye. là các bạn sẽ uh, nghe và ủng hộ cho EP tình của Rio hiện tại thì EP tình đang có mặt ở trên tất cả các nền tảng và đây là một EP mà mình nghĩ là sau khi các bạn nghe xong các bạn sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực của tình yêu và Rio xin chúc các bạn hạnh phúc See you, Thank bye, you. bye bye OK Yeah, yeah.